được. Đấy, 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 bắt đầu đấy. Đem nó làm lâm tặc kìa, cắt sắt tê thì đem quyền năng, đem thiêu đốt nữa. Chắc lên quy xong rồi bị ra lậm mạng là đói luôn ha. Lên quy rồi bị má băm một lính một cái rồi, mấy không khó nói luôn rồi đấy. Chết vậy mèo, chết luôn, nhục nhã rồi, quay mặt bỏ đi à, nhục nhã luôn đó chứ, nhục nhã luôn, đau đớn con người, quay mặt bỏ đi à, chúng sinh bình đẳng à, hay quá ta. Đây rồi. Ngon quá, tự nhiên. Nãy thì để con lợn nó chạy mất, giờ được con heo đó thôi. Nãy để con lợn nó chạy mất, giờ được con heo, ok luôn. Rồi, rồi. Rồi, tham lam này. Con blue luôn. Quay lại solo kill rồi. Solo kill. Hello bạn đang xem nhá, buổi tối về mọi người ơi. Cảm ơn anh đăng ký kênh nhá. Mấy ông nào mà thấy yêu mến thì cho mình xin một lượt follow bên yêu từ béo nhá mọi người, yêu từ béo cùng tên nhá mọi người ơi. Solo kill. Mình đăng mấy clip đi kèo bên yêu tụi bé, ông nào muốn coi thì vô bên yêu tụi bé nghiên cứu cách đánh. Kiểu cái sate thì kiểu dễ lắm ơi. Rất là kèo, tính là farm không một con nào luôn nhỉ. Farm gần như là không một con nào luôn đúng không? Quy đánh hả? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, nữa cây. Giờ mà tôi quy lên cái là nó bay màu luôn á. Quy lên cái là cút luôn á. Kêu quy lên cái là cút nhưng mà từ tâm lính với lại giác nó có đây không đó. Các bạn ta quy lên một cái là cúc mà không cúc thì tao xóa game. Em ngồi nó cười cái mặt cho luôn. Đánh láo ta. Đánh láo chặn đường nè, nó mà dắt lên thì con nói. Dắt không lên thì chặn đường đấm cho nó đi luôn. Xin te tới chơi bro. Tao chạy đi mà. Đánh một lính rồi ông giáo ơi. Mà đánh nó chắc không đủ đam rồi, bị chửi rồi. Tới giờ bị chửi tới chơi bro. Đờ bắt. Này là tao dự đoán rồi nha mấy con. Một quân xe là do duyên số. Do duyên số. Duyên số sinh ra chính mình. Dự đoán. Thần toán tự. Bét tính toán. Thấy đánh like mấy ông im quá, cố tình chết thì ông comment mà. Bình thường. Thoải mái với tôi, có gì đâu. Cũng nhỉ. Nào. Ôi giời. Ủa. Thằng dắt nó ăn được thằng rừng mình. Có nghĩa là thằng dắt nó trong rừng.
Mình còn 300 máu thì thôi mình về cho nó lành. Cảm ơn cu đăng ký kênh nha. Ở đâu cu tặng quà nha. Buổi tối vẽ mong ai. Bọn nó vô nó ăn sầu đấy. Kẻ sao tê với giác mà nó vô hội tụ sầu đấy. Ăn sâu chắc luôn. Xong luôn. Doubt is the greatest enemy. Nó vợ giác một là về, hai là cắm mắt bay qua bên kia, thăm rừng, cướp rừng. Dạ, trong rừng. Kê đi chứ nhỉ. Siêu. Con nhát before strength. Con nhát, tao không tự tin cần hai đồ chứ không hả? Chưa có đồ. Nâng cao dắt thì bị lên bây giờ đây. Giờ mình giả bộ mình đi vào, thấy dắt rồi, thấy dắt rồi. Trăm nè, 100 mình dăm không ơi. Tao nói sai ra đi xóa em. À, chạy. Con chuẩn bài luôn rồi. Này. Hay nhé. Một thằng giờ tao đúp lại nè, anh đây này. Rồi. Hay luôn. Không thấy dắt. Em nghe. Hay núp quá à. Má đi phá mắt người ta không đi, đi lên mà. Gan mà không đeo có tí đồ là để gan cơ, biết gan kiểu gì luôn á. Thiệt. Biết phải gan kiểu gì. Tốc biến rồi còn nguyên hay gan quá. Hai thằng 1-2 lên gan cái thằng 3-1 xong lên mỗi thằng 1-3 luôn. Ảo trước kia. Mỗi thằng 1-3. Gan tốt, gan tốt. Good gan, good gan. Từ để xem nha. Sát thương này có tính tăng ta, xem coi. Hay là tăng theo cấp nhỉ? Hay là tăng theo cấp ta? 96 sát thương đúng không? Cộng 2 này lên, lên nhiều. 96 sát thương à, vẫn vậy mà. Vẫn 96 đam à. Tôi cũng chả cần feed đâu, tem mà đâu hả mẹ. Chưa thua, chưa thắng đâu. 89 mà đâu có thua nhiều đâu, ví dụ như là 19 thì còn feed tí, nó kem nó cân cân, 89 thì cũng gần bằng nhau rồi. Cái Sate này tới chơi à. Sate nó mang lính luôn. Khá đấy. Kỹ năng này cũng ok đấy. Đủ trình rồi đấy. Mà đánh vậy đủ trình đấy. 1k máu à. Trúng luôn kìa. Hay chưa. Úi giời. Úi giời. Có luôn à. Tôi tính quy ra xong rồi tí tao vào đánh sau á, tại cái CT có đúp nó. Cái chưa E nó giảm đam với lại chưa R nó còn á. Mình tính câu câu thôi mà ai ngờ nó đi luôn. Hảo thật. John. Có vợ dắt theo lý thuyết là phải đây á. Mới thấy chạy lên là 43 này. Bắt đầu là thấy cảm hứng đánh dân chào trong dắt này đó. Dắt kêu tao xanh rồi để tin cứu mày cái CT ơi. Tao xanh rồi nè, tao lên tao cứu. Hai thằng chết thêm hai mạng nữa để anh em luôn. Nó bắt đầu cứu nè. Bắt đầu cứu nè. Bắt đầu cứu nè. Cứu cứu. Hay cứu cơ. T còn R nha. Từ đánh đi đó. Không có khó nói rồi luôn. Điệp Nguyễn. Ôi giời. Gì thế em tiến.
Vãi cả triệu lần. Con đất cái ST này quá. Đâu rồi? Thôi về nó làm nó dắt lên. Thách đấu đồng bạc mấy đại ca ơi. Má tính tốc bị né cái lốc Yasuo. À, Yasuo nó không kịp lốc. Nói luôn. Tính tốc bị lên lốc Yasuo đấy. Arc này không có skin nhìn khoai khoai hả? Lết này không có tí skin nào luôn. Vỡ giác thì ăn blue hả? Chắc là chăn blue nó hơn. Có cái nhịp nào blue. Qua blue hấp nên là đại ca ơi. Có cái nhịp đấy. Blue nó có bố mày. Hai hai hai. Hai. Có luôn nè. Có cái gì mà bê về nhanh, có cái bùa đấy à. Mẹ có vợ giác tao băm ba cái chắc ngất nơ luôn mà sức này vô tìm nó nè nào. Chào Dona nhé, hello em. Đang cài cho khách rồi. Ừ, đang cài khách. Lì đi mày khùng. Yếu mà hay ra gió là vậy đúng không? Cái câu yếu mà hay ra gió luôn đấy chứ. Lại lên, lại lên, lại lên, lại bắt buộc phải lên. Lại tìm. Lại tìm, tìm, tìm. Tìm này, tìm này, tìm này, tìm này, tìm này. Tìm quá à. Mẹ mày. Quỷ. Liên tục là tìm đến tiến. Cú boss bây giờ là 20 mẹ rồi, không xuống, cứ lên tìm nó thôi. Thấy tìm được có tác dụng gì đâu. Được cái nịp gì. Đau đớn. Lên tìm nó mấy chục lần mà không vẫn không sáng mắt ra. Gì đi gì khùng. Phải biết buông bỏ chứ, đánh cái gì đâu mà. Lên tìm thôi, tính ra là thằng giác nó fitter tới 4 mẹo đấy. 6 mẹo nó tan tới 4 mẹo đấy. Ăn 1 mẹo của Yasuo. 5 mẹo này là 6 mẹo, vậy là tan nó 5 mẹo luôn. Đánh cái kia mà dừng nó không sợ anh tiến nhỉ. Tôi ăn nó 5 mẹo luôn là gì đúng không ạ? Ôi giời. Ui giời. Giang hồ hiểm ác quá, tôi đã nằm lại. Giang hồ hiểm ác quá. Càng hơn á, đao tím thì tem nó đéo có phép. Tem nó méo một tí phép rồi luôn. Có thằng biết pattern phép kìa. Nhắc cũng có một đi 5 phép với lại Kasate có chấp gai 5 phép này. Hết. Phong phờn, lên nhanh Naso đi. Naso à. Naso đánh đấy mà hả? Là xem tới 2 giây mà xin một follow kênh với nha. Mọc diệt à. Ôi trời ơi, đau thế nhỉ. Đúng rồi. Hello, Volero. Điệt. Tôi là không có từ sợ cho mọi người ơi. Không sợ giúp tôi. Luân Nguyễn sợ. Ngày nào đánh cũng phải pen ít nhất một lần như này à. Bình phải 3-4 cái pen một ngày. Một cái hay ít. Phải 5 cái pen một ngày ấy. Ok ok. Chơi cho bọn mày. Ba thằng đây nè. Kéo quần nè. Tôi bỏ đi xuống đây. Dương Nguyễn, đồng đoàn mãi mình. Má, nó cứ bù ba thằng đây không à. Mà tôi sợ nó lâu không à. Nhìn mặt tôi mà sợ gì. Năm thằng còn chưa đủ ấy.
vẫn còn đây à? Lì dữ vậy mày. Có thể bớt lì hơn một tí được không? Dắt mày lên kia. Đường tôi đợi dắt ra mới có Bentley kêu được. Đợi dắt ra mới có Bentley kêu được. Nó lại chết rồi, đợi ai xe mới có Bentley kêu. Đi núp cho bụi, núp cho bụi, đi núp cho bụi, đứng nó sao nó ra. Núp cho bụi đợi Ace ra thì nó có ban được á. Không có Ace thì sao có ban. Ace chắc là kịp rồi đó. Giờ cân 5 tiếp này. Ây à. Ây à. Ây à. Chơi à. Úi giời ơi. Không được mà. Gì có top top gần. Gì có TikTok không? Thách đấu đồng bạc không ơi. Thách đấu đồng bạc mà nó xem nó hay mà xin một lượt follow kênh với nhau ơi, đang sờ mấp. Ông nào bảo sờ mấp đánh gà thì cũng vậy thôi, bó tay. Sờ mấp. JC bạn tôi, JC bạn tôi. JC bạn tôi. JC bạn tôi. JC bạn tôi quy ra ngoài này. Đúng là tính toán không ơi, một bạn đầu tiên này. Mạng thứ hai đâu? Văn Nam Bùi. Ủa có một trận thua hả? Ừ, thua mất trận. Trận đấy AFK. Nhục nhã luôn. Tập nó ngủ không ơi. Chết kìa. Sang LV 50. Xong giờ bị UX lên ganh nè. Trời ơi chú biết đần. Má đúng tính toán rồi đó. Đúng tính toán của em Tiến rồi. Ok chưa? Tôi nói mà. Trước level 3 luôn, mới level 2 rồi, hai mẹ nè. Văn Nam Bùi. Rồi em rừng đi trời ơi, đủ qua đây cướp nữa. Ông nhớ ông ăn được blue rồi mà. Sao mày hay đi cướp vậy? Mờ chứ lại. Ôi trời. Tôi nghĩ về được cái gì xì á. Má tao tính ăn red á mà nó còn qua lá cướp nữa. Tôi nhớ là chắc chắn là nó ăn red rồi hoặc là quần thật. Mẹ chơi game. Rừng thì đéo ăn đi. Ra đập cho thì để khóc. Cái này tao ăn công hơi tao đi vào. Ăn con rét nó bình đó. Để nó ăn gần chết lét rồi biết rồi. Tôi sợ nó hồi máu lại, nó hồi nhiều quá thì cũng khó. Cho nó hồi ít thôi. Rồi nó bấm hai máu nó chắc sống hộ luôn. Ông nào bảo JC bạn ông sao mất má. JC sao mất đánh thế này hả? Sao mất đánh thế này khó nói đấy. Khó giải thích với giang hồ luôn.
Rồi ta quy cái sống hộ luôn. Chắc là gì luôn. Không đi học. Chú ba cái. Đi về. À, mày là sơ bóp dữ chưa? Tao bảo rồi đừng có bao giờ lên nước mắt. Đánh cuộc đời, đánh nó thua người ta là có đúng suốt ngày nước mắt thôi. Mẹ mày chơi game nước mắt để khóc à. Xong tí đổ thừa rừng, rừng mày fit red cho thằng gì, thằng gì. Nhưng mà bản thân thì đã chết hai mạng rồi. Với lại là bản thân là để top nó chạy vào nữa. Đến câu 41 này. Wow, buổi tối vẻ không ơi. Tham 4 con à. Tham phải nói đi. Quất bot à. Tùng Trần Đức, xanh nói gì cũng đúng. Thường đánh cao người ta không lấy nước mắt đâu mấy ông ơi. Trần cao người ta không lấy nước mắt đâu. Văn Nam Bùi, giống anh gì đó tên mực. Ông nào nãy bảo 10 phút level 6. Ông nào bảo JC 10 phút level 6 nhẫn kèo luôn nhá. 10 phút tôi đoán chắc tầm level 6 thôi. Không cao được đâu. 10 phút tôi nghĩ cũng tầm level 6 à. Cũng tầm đó lắm nhá. Tùng Trần Đức 4 này. Chat ô bảo nó không mang lá chắn nữa à. Xem tôi chat nha mấy ông ơi. Chiêu 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 chiêu. À hụt xe. Má hụt thật. Ta đó lướt con lính xong rồi rơi tại chỗ luôn không? Biết phải khỏi lướt bà đi. Lướt ăn là con lính nhỏ bắt mẹ ăn xe luôn. Báo thật. Không đi học, lên lục đầu nó tiếp anh. Ghét nhất mấy thằng chiếc tay dài top. Đánh luôn, 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 đánh luôn. Chạy đi đâu mà vội vàng, không đi học, phải đá vào lụng hai luôn. Rồi ăn là cái thằng này được 300 vàng nữa, cái thằng JC có vàng tỷ đâu mà. Quy vô phát trăng máu à, không múa, không có múa làm gì hết á. Chúng boss thì đừng có lên đây, không có gì đâu mà lên. Nó tính đập mình vào chỗ mà. Phế với cái chỗ cứ đập đồ đập người ta vào thôi. Nó yếu đến thế luôn mà nó có tính đập nó vào đúng không à? Cái tư duy gì? Ảo cho các bạn. Đợi rồi một kiếm mà lượm nó chắc luôn á. Lượm xe này. Chụp 3 cái. 1 2 Vút lên lượm. Ông nào bảo JC 10 phút level 6, 9 phút rồi này. Nó cũng tầm tầm đó đấy. Mười phút level 6 mà giờ nó 9 phút rồi, chắc được level 6. A true master is an eternal student. Giờ tôi nghĩ ta lướt cái nó chết luôn đó mà. Giờ ta lướt cái là nó chết luôn á, không có nổi đâu. Lướt cái đứt bóng luôn à. Không đi học, một clip. Có khác gì cuốn sách lực hồi xưa không, phải không? Chắc hành gà đấy vậy. Khác gì cuốn sách lực hồi xưa không? Ông nào bảo JC cao thủ sẽ mất đâu, bước ra đây rồi. JC cao thủ sẽ mất. Có luôn à. Đúng 10 phút level 6 nha. Ôi trời ơi. Tốc độ chạy đâu còn nhanh lắm đó cơ.
Ta không có giày nhưng mà ta tốc độ chạy nhanh nó luôn. Thay màu son rồi. Khó chạy luôn chứ. Ok ok ok. Được à. Được à. Được à. Nó không có giày mà nó chạy chậm mình á. Máu lại nó vút nó lên thì còn biết đường mà chạy nữa. Lên thật luôn á. Rồi. Blitz ơi. Blitz ơi, nó Blitz. Không đi học, ảnh nó vượt tường. Nó bút này nó phôn lên rồi đó. Bắt đầu nó chôn lấn dây xì à. Chôn rồi. Có luôn nè. Má rờ đầu nè. Thèm quá. Mẹ nó rồi. Hổ luôn rồi. Mày nó chôn luôn rồi. Mình dễ nhắc với con nói chuyện luôn ha. Đừng có chạy nữa, buông giật thì nó nhanh, đánh đấm gì đâu hả? Ơ à. À. Không đi học, rest tiền. What the fuck. Rồi, Blue trao tay luôn đó mà. Blue tới chơi bro. Đúng luôn rồi, bị bùa cho nó đúng luôn đó mà. Về lên đồ xong ra thu Blue lại một tí. Bị bùa đúng người luôn. Tuyệt vời. Gửi bùa đúng người làm ăn tốt lành, ok chưa? Bạn nào đã xem cho các like xem một đợt ra đề xuất đó nha. Tập này ra chắc một đánh thường đi mấy. Đúng một đánh thường luôn, không cần combo. Nếu ông nào đánh không ăn JC thì xóa game giúp tôi nhá. Ông nào mà đánh tầm này mà không ăn JC thì xóa game giúp tôi. Mạnh dạn lên. Mạnh nhẹn xóa game, mạnh nhẹn xóa game giúp tôi. Đánh không được JC nữa em. Còn gì đâu đánh. Nó đẩy cái nhà đâu mà chưa nào ra mà. Đa lần không nâng rồi à. Quên 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 quên. Cái gì đó đâu. Dính hết chiêu luôn, thằng này đấm ra, thằng này kéo vào à. Gà thế nhờ. Dính hết chiêu luôn phải không? Vô lấy hai cái trụ. Vô lấy trước hai cái trụ. Lấy giờ lấy hai cái, lấy ba cái nó giật nhẹ. Tém đằng sau bốn thằng á, cứ đập nhà lên, đập nhà, đập nhà lên. Bật rờ lên, bật rờ lên nha. Bật rờ lên, bật rờ lên, bật rờ lên, bật rờ lên, JC á. Rồi, tới công chuyện. Nó lên. Không có ai nhà đâu nè, này, tao này đứt. Tao này đứt nha. Công hùng binh, dây gì nít thì vãi luôn. Thôi à, chắc lát một cái trụ. À, ok, vuốt nha. Không win Mother 3 đồ là lọc à. Kìa luôn chứ. Bây giờ nó có vẻ ta hiền với JC lắm rồi đấy. Hơi hiền, đỡ đem trụ đi. Mình chết rồi, Baron ra.
Rồi bật rồi chưa vậy? Rồi sớm đấy. Bên rồi chết đấy. Ôi, bắn ghê quá vậy. Ôi, cắt liên. Mẹ mày cắt liên để quỷ phải không à? Trời nó che kìa. Con mẹ mày mày che khó nói thế. Không đi học, giao chớp spam quy cho sướng. Chết là đúng rồi đó, mẹ mày che cái rồi khó nói thật. Lấy cái liền John à. 04 rồi đâu, nó che cái R khó nói luôn. Má, nó che cái R tới đi luôn rồi. Quỷ thật chứ. À, ta mà. Tem 24 ăn 19 à, làm vậy ít đấy. Nhiều khi mình tem 24 mẹ ăn 24 mẹ luôn mới ghê cơ. Như vậy nó có bình thường, qua quất hình như không rờ đúng không? Quất không rờ này. Quất e chạy. Chạy thẳng luôn mà. Đi xì dí à. Có bờ lít xuống nữa cơ. Vòng 3. Cốt tay hả má không? Cốt tay hả? Giờ W còn được nội tại không bạn? W thì không có nội tại má không? W được một cái đánh thường. W được một cái đánh thường nha mọi người. Làm như W có nội tại đâu. Ngon, sẽ được rừng ăn rồng nha mọi người. Rừng ăn rồng anh em mà đi đại PC ở nhà. Vô che đam cho lính đi. Che đam cho lính đi. Có hồi máu mới có giáp mà đánh vào máu thôi mà thôi. 3 mega luôn kìa. 3 mega chứ đi khỏi em. Lê Văn Sơn, hiểu nhớ về kép cũng có nội tại mà. Ê, nó khéo. Lên top để mega nhau đánh mà. Có bấm được chưa? Lê Văn Sơn. Ủa. Khó nói vậy ta. Ôi trời. Rồi gấp thú luôn rồi. Để trước đây. Không chết đâu. Dầm nam. Ôi, I see. Không giòn rồi, hiền hết tam có lỗi tại. Ba đó chắc quy cầu giờ. Cơm hùng đinh, là khan. Khanh à. Để xem có gì ngon không. Có mang bảo lén này ngon. Chết giòn rồi. 1546 à. 151646 34 à. Baron này. Nhà nó còn một cái trụ à, lớp nọ mắt luôn á. Nãy mà lấy được cái mega top nào đẹp. Không lấy được không sao á. Thì nó lấy. Cho kéo này, kéo đi. Ui, kéo sụp. Khi mày kéo tao thì mày cũng săn cỏ đấy.
top đại luôn đại ca. Lên top làm cái Penta Q. Top làm cái Penta Q à. Ok, đừng đi theo thằng ngũ không đấy, nó một năm rồi đấy. Ôi ơi, hay. Game sau ha. Lại còn hẹn game sau à. Game sau thì làm gì?